Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đến với trận thi đấu mở màn cho ngày thi đấu thứ tư giải thi đấu tìm kiếm tài năng trẻ thần đấu số Việt Nam, mùa thi đấu thứ tư luôn. Và đây sẽ là trận thi đấu của người chơi với 99% tỷ lệ sót, ở đó bên kia là TMQ. Ở tuyển thủ được coi là một con quái vật ở trong mùa thi đấu thứ ba, nhưng mà dường như TMQ không đạt được bất kỳ một danh hiệu gì ở trong mùa 3 và sẽ comeback lại mùa 2 này. Quên mất rằng là không hỏi cho chắc rằng là hai tuyển thủ này thi đấu thiết bị gì. Anh chàng TMQ sẽ chơi là PC. Chúng ta sẽ đồ test đầu vào toàn bộ bằng One Shot, kể cả là kèo thi đấu 1 cân 2. Ở thao tác tay rất nhanh đến từ với chúng TMQ, và combo là A-Lock của bên này là CR7. Với hai kỹ năng chủ động hoàn toàn khác nhau, 1-0 dành cho vị trí của Zone rồi. Rất hay. Anh chàng Zone này hay còn được biết tới với cái tên cực kỳ quen thuộc, đó là nước Master ở trong những mùa thi đấu đầu tiên. Dính một viên rồi. Zone hết máu, Zone chỉ còn đúng 8 máu thôi. Một viên là Zone đi, chỉ cần bắn là chạm người thôi, không cần phải quan sát. Đấy, mà quy vẫn còn 145. Một pha bắn lỗi rồi. Không biết rằng là TMQ có thể phát huy tốt khả năng quan sát của mình ở trong trận thi đấu này hay không. Lợi thế rất nhiều với lượng máu đang hơn hẳn so với đối thủ. Trong khi đó bên này chỉ còn lại 30 máu thôi. Trời ơi, nếu đấy là một tình huống one shot thì đã tốt hơn. Một pha đã có thể bắt được mục tiêu. Những pha kéo tầm vừa rồi thì Zone lại không làm tốt được điều đó. Và trong khi đó thì TMQ đã có thể thắng ở trong round thi đấu vừa rồi bằng cái lợi thế về lượng máu của mình. Một lượng máu của TMQ lúc đấy là 158, trong khi đó đối phương chỉ có 30 máu. Và đây là hai cây súng mà Việt Thắng cực kỳ ưa thích, hai skin súng thì đúng hơn. Tiếp tục là một ôi giời ơi, còn chưa kịp phân tích pha giao tranh vừa rồi thì TMQ có một tình huống bắn dường như là ăn rùa trong pha vừa rồi. Rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng luôn. Non quá vào 1 cân 2 thì hơi mất thời gian của khoảnh khắc. Tỷ số đang là 2-1 rồi. Bình tĩnh em ơi. Rồi, bắt đầu dồn mất bình tĩnh khi mà TMQ vừa có một tình huống sốc đàm ở trong round thi đấu thứ 3. Thêm một pha chạm mặt 54 máu nhân 3, bắn là tốt. Không hề cầm Skyler đến từ cả hai người chơi. Đây là một trong những điều vô cùng bất lợi. Không có ai chiếm lợi thế ở trong những tình huống mà đối phương cuốn máu cả. Và kè và chim mồi bằng CR7. Tiếp tục là tình huống di chuyển, bắn không tốt đến từ những Zone. TMQ đã chiếm được khu vực CR7 của Zone rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục một tình huống chạm mặt hay không? Rất khó để có thể nhìn thấy góc để bắn. Hay, một viên rồi. Thấy được rằng là khả năng ra đạn của anh chàng nước Master này rất chắc chắn. Nước Master ra đạn cực kỳ chắc bài. Trong khi đó thì TMQ có khả năng sốc đam và triệt hạ đối thủ cao hơn. Ôi, kẹp ở lưng thêm một cây mà 0-1-4, nhưng TMQ không dùng. Bắt đầu có những tình huống chơi kè khá khó chịu đến từ những TMQ. Hạn chế chơi kè em ơi. Vâng, lại là một pha kè vào khe hở. TMQ cực kỳ cao, rất cao đến từ TMQ, một tuyển thủ đứng top ở trong cộng đồng One Shot Việt Nam của chúng ta. Anh chàng có khả năng thi đấu rất tốt. Bình tĩnh nào. Rồi xong. Có một pha xử lý bằng lục Desert Diego thì phải. Không, anh ta không hề có lục Desert Diego. Khả năng đó là một pha xử lý bằng lục bạn một cây 1887. Với chim gọng kiến nữa, TMQ chơi rất cao, không cho đối phương có tỷ lệ thắng ở trong trận thi đấu này. Dường như bây giờ TMQ đang cầm cho mình đến 65% cơ hội thắng. Một pha bịt cửa rồi. Nhìn hai bên thao tác và di chuyển rất chóng mặt. Bình tĩnh em ơi, bình tĩnh em ơi. TMQ rất hay có tình huống đợi đối thủ nhảy ra trước, rất cáo già. Trong khi đó thì mặc dù yếu thế hơn nhưng vị trí của Zone chơi rất máu chiến. Người chơi hệ chiến luôn chủ động di chuyển giao tranh, không ngán bất kỳ một trường hợp nào cả. Một pha ra kèo kịp thời ở tình huống đấy, nếu mà cố dướn thêm nữa thì khả năng là Zone nằm. Hai bên ra kèo nhiều quá, không bắn à. Chả nhẽ anh để chế độ không giới hạn đạn là chúng nó bắn nha, nó kinh. Chú ơi nhớ cháu cô 518.949.815 miss bắn thắng một trận. Hay đấy, cảm ơn Văn Đức nhá. Bạn này bạn thắng một trận, bắn với ai vậy?
chúng ta sẽ cùng chờ đợi một cái kết cục ở trong trận thi đấu này để xem rằng là như thế nào. Hay ba đều ở một pha giật rất khủng đến từ cây chim có kiến trong tay của John. Wow, một tình huống bắn chim có kiến rất hay. ID và những bạn có tỷ lệ shot cao nhá, trách dùm anh về thắng. Kéo lấy từ trên cao nhất xuống. A thắng ơi, em là Hiếu CBA, có nói cho ETS vào giải AHX em 334.004.886. Tỷ số đang là 3 đều rồi. Cảm ơn Hiếu CB nhá. Anh sẽ test vào khi nào có slot đã. Mà không thể dùng chim gọng kiến nữa. Ở cự ly tầm gần này thì buộc lòng phải chơi 1887 rồi. TMQ cũng đã bị bắn rất khó chịu. Người TMQ bây giờ cũng không còn được quá lành lặn nữa rồi. Rất nhiều những vết đạn đã được ghim trên người. Anh chàng Zone này là một đối thủ rất khó nhằn, một trong những quái vật của giải đấu. Nhưng dường như TMQ chỉ có thể chơi mạnh ở trong thể loại đó là solo UMP và tiểu liên mà thôi. Bộ môn one shot này TMQ đang gặp phải những đối thủ ngang tầm. Vừa rồi là một tình huống ra hai viên, nhưng may mắn cho TMQ là đối phương của TMQ không phải nằm xuống. Nếu nằm thì TMQ sẽ bị xử thua. Tôi không muốn xử thua bất kỳ một tuyển thủ nào cả, bởi vì nó không đánh giá được rõ cái thực lực của họ ở trong những trận thi đấu như thế này. Ta buộc lòng phải thi đấu hết trận thi đấu mới có thể biết được rằng là trình độ của họ đến đâu. Bởi vì 30 chưa phải là Tết. Hay! Và 6-1 thì vẫn có thể lật kèo. Vâng, 4-3 rồi. Khả cái năng cao là vị trí của nước Master có thể hạ gục TMQ. Hello bạn Tú Anh nhá. Hoàng anh lấy ID bạn Tú Anh cho chú nhá. Cái nào rảnh cho bà test này. Còn tỷ số đang là 3-4 rồi. TMQ đang cống. TMQ đang cống rồi. Hay, mỗi người dính một viên. Zone cần cẩn thận. Chơi chắc bài em ơi. Chơi chắc bài. Bất kỳ ai thắng trong kèo thi đấu này, các bạn sẽ bước vào kèo 1v2. Các bạn sẽ bước vào kèo 1v2 nha. Cũng là one shot luôn. Hay, ôi giời ơi. Hồi ăn cám cho TMQ rồi. TMQ chuẩn bị không có cám lợn mà ăn rồi các bạn ơi. Quảng rồi. Khả năng cao là TMQ cũng đi chân lạnh toát rồi. Buộc phải thắng. Buộc lòng TMQ phải thắng. Ui. Hay. Trời ơi. Một pha đứng sát mép CN7, nhưng TMQ đã xử lý cực kỳ gọn trong tình huống vừa rồi. Và cũng đã dính sát tường với 41 máu. Mà không sao cả, TMQ đã làm tốt hơn với 2 cây 1887 rồi. Phải thắng tiếp trong round tiếp theo. Áp lực vô cùng lớn đấy. Áp lực vô cùng lớn dành cho vị trí TMQ. Càng thế nhờ. Càng đấy, càng đấy. Các bạn ơi, các bạn đang xem livestream, các bạn nhớ ấn like và chia sẻ, đăng ký kênh và chuông thông báo giúp anh Việt thắng nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn các bạn đã thấy trận thi đấu nào nó căng như trận này chưa? Tôi để trận thi đấu này 11 round là có ý đồ cả. Khi mà hai tuyển thủ có kỹ năng là ngang nhau. Còn TMQ không thể nào thi đấu theo đúng như cái đánh giá của khán giả và tất cả mọi người khi mà bước chân vào trận thi đấu này với một kèo thi đấu hơn. Trên kèo bây giờ đang bị dẫn trước cách biệt là một bản. Round này mà thua nữa thì TMQ chỉ có thể khóc bằng tiếng mẹ đẻ thôi. Còn tuyển thủ đứng top ít nhất trong top 5 đổ lại của giải đấu ở trong mùa 3, nhưng hiện giờ TMQ đang bị vị trí của Zone bán hành, hay còn gọi là nước Master, và dính một viên rồi. Zone đang bị cuốn theo trận thi đấu này và đang muốn kết thúc TMQ rất nhanh. Nhưng em nên hiểu một điều rằng là em chỉ còn lại một nửa cây máu và cần phải cuốn máu ngay. Và rất tỉnh đòn. Ôi thôi, một pha mở cánh ra không trách. Quá vội vàng, kinh nghiệm rất non nớt đến từ nước Master. Nước Master chưa có quá nhiều kinh nghiệm cho những tình huống mở keo để đi ra ngoài. Em cần phải check. Em cần phải check xung quanh đã. Nhưng mà đó là một pha ra ngoài rất vội vàng. Quyết định sai lầm, cái giá phải trả, tỷ số là 5 đều. Vâng, và bây giờ tỷ số chúng ta đã là 5 đều rồi. Vâng, và các bạn ơi, các bạn nghĩ rằng ai sẽ thắng trong kèo thi đấu này? Một trận thi đấu mà cả hai người chơi đã có những màn lộn ngược dòng nối đuôi nhau. Và bây giờ tỷ số đang là 5 đều. Rất căng. Chạm 6 sẽ thắng. Và ai sẽ là người chơi thắng chung cuộc trận thi đấu này? Chỉ cần kết thúc round thi đấu này thôi, chúng ta sẽ biết được điều đó. Và bước tiếp vào kèo thi đấu lên giành 1v2. Đặt chân vào giải đấu chúng ta, các bạn cần phải thắng được kèo 1v2 one shot. Và kèo này rất khó nha. Kèo này cực kỳ khó, nó không phải là MP đâu. Nó là one shot đấy. TMQ bắt đầu phải chơi kè, thần kè nhiều hơn rồi. Không dám cầu.
tầm này hơi đuối, TP hơi đuối. Anh chàng này thì chủ công rất nhiều, đánh giá cao về cái phong độ thi đấu bạn này, nhưng mà nhiều khi là đấy là một cái sai lầm. Đấy, TP chuyên môn đứng ke tường keo luôn, thần ke TP đấy. Nó ke nhưng mà bạn kia lại cứ công nhiều quá, hai lần chết cũng chỉ vì TP đứng ke rồi. Bắt đầu một pha lại dí vào, đánh những bài đánh mà tả sung hữu đột, không thể nào lường trước được. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đang chờ zone mở keo. Chỉ cần một tình huống mở keo sai thôi, tôi đang nhìn thấy zone có khả năng mở keo ra đằng trước, sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Bo thu vào kìa, trời ơi, phế thực sự luôn. Rồi xong, TMQ giành chiến thắng trong một cái tình huống mà cố tình xếp ra hai quả kèo cho đối phương chết ở trong bò, chết trong vòng kèo. Rất cáo giả đến từ những TMQ. Trời ơi, ok, TMQ bước vào kèo 1-2 nào. Rất đáng tiếc cho bạn zone này,